Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bị Trung Quốc ép, Nhật có chiêu gì với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vào hôm 18 tháng 10 năm 2020 đã kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Suga gây sức ép với chính phủ Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên của ông tới đây để đến Hà Nội và cải thiện hồ sơ nhân quyền. Thủ tướng Suga cũng chính thức thăm Việt Nam kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2020. Nghị trình làm việc của ông được cho biết là xoay quanh hai lĩnh vực chính là hợp tác về kinh tế và quốc phòng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga. Truyền thông Nhật Bản nói Thủ tướng Suga dự kiến sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực này. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Newark, Mỹ gửi một văn thư kêu gọi ông Suga nêu quan ngại về tình trạng vi phạm các quyền dân sự và chính trị lan rộng khắp Việt Nam, trong đó có quyền tự do biểu đạt, nhóm họp, ôn hòa và tự do đi lại trong các cuộc họp công khai cũng như riêng tư với các đối tác tại Việt Nam. Văn thư của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nói Việt Nam là một trong những quốc gia có số tù nhân chính trị nhiều nhất Đông Nam Á với hơn 130 tù nhân, trong đó có các nhà báo blogger như Phạm Chí Dũng hoặc nhà báo Nguyễn Tường Thụy, gia đình bà Cấn Thị Thêu và hết sức nhiều người khác. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản cũng lên tiếng thúc giục Việt Nam trả lại tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và những người bị giam giữ vì đã thực hiện các quyền cơ bản của họ để tự do ngôn luận, lập hội, hội họp, ôn hòa hoặc tôn giáo và tín ngưỡng. Đồng thời, sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật An ninh mạng để người dân được tự do thực hành các quyền dân chủ của mình mà không gặp nguy hiểm. Và Nhật Bản cũng cần sử dụng đòn bẩy đáng kể với vị thế là nhà tài trợ lớn cho chính phủ Việt Nam và Indonesia để gây sức ép với cả hai quốc gia này nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền. Ông Phi Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, đã nói như vậy trong thông cáo được đưa ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2020. Theo đại diện của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, Thủ tướng Suga nên đặt vấn đề nhân quyền làm nền tảng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản. Một điều mà ông Robertson nói rằng các vị tiền nhiệm của ông Suga chưa từng làm được. Đây là hình ảnh các tù nhân lương tâm mới đây đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ và chưa đưa ra xét xử. Theo quan sát của Ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các thông tin về chuyến thăm đăng trên cổng thông tin điện tử của chính phủ cũng như báo chí Việt Nam không nhắc tới nhân quyền. Chưa rõ vấn đề này có được nêu lên trong cuộc gặp riêng giữa ông Suga và các quan chức chính phủ và chủ nhà hay không. Bình luận về vấn đề này, học giả Nikolai, chuyên gia về Nhật Bản tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã nói như sau. Tôi không biết vấn đề nhân quyền sẽ được đề cập ở mức độ nào trong chuyến công du của Thủ tướng Suga, nhưng tôi nghĩ rằng Nhật nói chung rất cam kết với các nguyên tắc về nhân quyền. Chúng tôi cũng vừa hoàn thành một dự án khảo sát hơn 800 chuyên gia chiến lược trên khắp châu Á và châu Âu về chính sách đối với Trung Quốc. Điều thú vị là quốc gia sẵn sàng thúc đẩy nhân quyền tại Trung Quốc nhất lại là Nhật Bản. Tôi cảm thấy vấn đề đó là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản và đây là vấn đề mà Nhật sẽ tiếp tục nhấn mạnh trong tương lai. Nhưng riêng chuyến đi này tôi nghĩ sẽ chú trọng đến hợp tác kinh tế hơn, học giả Nikolai đã nêu ra nhận định như vậy. Ngay trước chuyến đi của ông Suga, cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã biểu tình và tọa kháng tuyệt thực trước dinh Thủ tướng Nhật tại Tokyo. Đây là hình ảnh người Việt tại Nhật Bản đã biểu tình tọa kháng tuyệt thực trước dinh Thủ tướng tại Tokyo, yêu cầu cải thiện và giải quyết từ gốc rễ vấn đề nhân quyền. Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản vào hôm 16 tháng 10 cũng đã gửi thỉnh nguyện thư tới Thủ tướng Suga, trong đó có đoạn kêu gọi nhà lãnh đạo này mạnh dạn trình bày quan điểm của Nhật Bản rằng Việt Nam cần phải tăng cường, cải thiện và giải quyết từ gốc rễ về vấn đề nhân quyền. Ngoài việc nhấn mạnh Việt Nam cần tăng cường, cải thiện và giải quyết về vấn đề nhân quyền, bức thư còn có nội dung như sau. Thứ nhất là yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xóa bỏ tất cả các bản án phi lý đối với người dân làng Đồng Tâm và bồi thường mọi thiệt hại vật chất lẫn tinh thần. Thứ hai là yêu cầu chính quyền Thừa Thiên Huế trả lại trường Thánh Mẫu và các khu vực chung quanh thuộc quyền sở hữu của Đan Viện Thiên An. Thứ ba là yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tư pháp trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm trước ngày quốc tế nhân quyền
10 tháng 12 năm 2020. Thứ tư, yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận thể chế đa đảng như Nhật Bản và các nước tiến bộ để thực hiện tự do, dân chủ. Thứ năm, yêu cầu chính phủ Nhật Bản suy xét đến việc sử dụng đồng tiền cho các dự án tại Việt Nam. Và bức thư cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề bắt giam các nhà báo độc lập nổi tiếng, ví dụ như Phạm Đoan Trang, là hành vi vi phạm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Bên cạnh đó, trong chuyến thăm, Nhật đã thỏa thuận vận chuyển, chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Việt Nam giữa lo ngại với Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga. Nhật Bản và Việt Nam vào hôm 19 tháng 10 cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong chuyến thăm công du nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Bản Suga, với việc hai nước đạt được một hiệp định về chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng giữa bối cảnh có những lo ngại về sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội, ngay trong ngày làm việc đầu tiên ở Việt Nam, Thủ tướng Suga, người mới lên nhậm chức thay cho Thủ tướng Abe vào hôm 18 tháng 9, và người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đã cơ bản đạt được một thỏa thuận, trong đó cho phép Nhật Bản xuất khẩu các thiết bị và kỹ thuật quốc phòng sang Việt Nam. Báo điện tử của chính phủ gọi đây là một bước phát triển lớn trong hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về các thương vụ mua bán thiết bị này. Tôi tin chắc rằng hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy, Thủ tướng Suga đã được tờ báo của chính phủ Việt Nam trích lời hôm 19 tháng 10. Và chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam và sau đó là Indonesia của ông Suga diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang đẩy mạnh năng lực quốc phòng của các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm đối phó với những lợi thế hàng hải của Trung Quốc. Nhật Bản đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng vào năm 2014 như một phần của những nỗ lực của cựu Thủ tướng Abe trong việc củng cố mối quan hệ với các nước đồng minh và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Nhật Bản là một quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và sẽ góp phần vào hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tân Thủ tướng Nhật Bản đã được tờ báo trong nước trích lời nói với phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 19 tháng 10. Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nhật Bản Suga và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang cho cá ăn tại nhà sàn Cổ Hồ. Việt Nam được coi là một trong những đối tác quan trọng của Nhật Bản, nhất là từ khi ông Abe lên nắm quyền Thủ tướng nhiệm kỳ 2 vào năm 2012 để thực hiện tầm nhìn chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chiến lược này được Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017, nhằm đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản, được truyền thông trong nước ghi nhận, cả Thủ tướng Phúc và Thủ tướng Suga đều không nhắc tới Trung Quốc, nhưng hai bên nhất trí sẽ thắt chặt hợp tác trong những thách thức trong khu vực, bao gồm cả về vấn đề Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Vấn đề Biển Đông cũng được nhắc tới trong cuộc gặp của tân Thủ tướng Nhật Bản với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng ngay sau đó trong ngày 19 tháng 10. Và Thủ tướng Suga được Vietnamnet, báo nhà nước Việt Nam trích lời khẳng định rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cũng như bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam hiện đang là chủ tịch luân phiên của khối các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Đáp lại Thủ tướng Nhật Bản, ông Nguyễn Phú Trọng, người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam, đã đánh giá cao lập trường của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông, trong đó có việc giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Cả Việt Nam và Nhật Bản đều có những tranh chấp về tuyên bố chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Thái Bình Dương, lần lượt trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đây là hình ảnh quần đảo Senkaku hoặc là Điếu Ngư được quản lý của Nhật Bản nhưng bị Trung Quốc tranh chấp về chủ quyền. Cũng trong chuyến thăm của ông Suga tới Hà Nội, đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Bản, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế với việc trao đổi 12 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực gồm kỹ thuật số, môi trường, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Tôi khẳng định với ngài Thủ tướng Suga về việc Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện về đất đai, nguồn lực, môi trường, chính sách để chung tay hợp tác cùng các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tờ báo trong nước trích lời nói như vậy.
Hai quan chức và lãnh đạo chính phủ Nhật Bản và Việt Nam vào hôm 19 tháng 10 cũng đạt được thỏa thuận về áp dụng những quy chế đi lại ưu tiên và nhất trí sớm khôi phục đường bay thương mại giữa hai nước. Theo tờ báo của chính phủ Việt Nam chia sẻ, và Nhật Bản và Việt Nam cùng thống nhất tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề mà thực tập sinh Việt Nam đang đối mặt tại đất nước mặt trời mọc. Theo những hình ảnh của văn phòng Thủ tướng Nhật Bản trên trang Twitter, ông Suga được ông Nguyễn Xuân Phúc đưa đi thăm nhà sàn và ao cá của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Đình vào hôm 19 tháng 10. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga phản ánh mong muốn của Tokyo trong việc đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Nhưng việc ông Suga chọn thăm hai quốc gia ở Đông Nam Á nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam và Indonesia trong chiến lược khu vực của tân Thủ tướng Nhật Bản, theo nhận định của tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tờ báo tiếng Anh có trụ sở ở Hồng Kông này cho rằng điều này cũng cho thấy mong muốn tách Nhật Bản khỏi các cuộc tranh cãi chính trị đang nổ ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hoàn Cầu Thời báo, động thái này không hề ảnh hưởng đến phát triển của quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản dưới thời ông Abe, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump tiếp đón tại Mỹ. Tờ báo này cũng cho rằng ông Suga không chọn tới Mỹ vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang nghiêm trọng ở đây và những lo ngại về sự tái đắc cử của ông Trump. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông Suga giảm tầm quan trọng của Mỹ và liên minh Mỹ và Nhật Bản trước cuộc chiến với Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 với bản tin bị Trung Quốc ép, Nhật Bản có chiêu gì với Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin.